Chào các anh chị và các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học nhập môn đầu tư tài chính. Và trong cái bài học này, trong cái video này thì tôi sẽ đưa ra những cái lời khuyên, tôi sẽ đưa ra những cái định hướng cho các anh chị để các bạn làm sao mà biết cách tham gia vào cái thị trường này một cách an toàn và hiệu quả. Thì rất nhiều anh chị các bạn đã học những cái kiến thức cơ bản basic ở những cái phần đầu tiên mà tôi chia sẻ cho các anh chị rồi. Thì ít ra các anh chị cũng nắm được những cái phần cơ bản của cái thị trường crypto, của thị trường tài chính nói chung và rất nhiều những cái game tài chính khác. Thế thì khi mà biết như vậy thì các bạn sẽ biết được rằng là gì, những cái cạm bẫy nó đang chờ đợi các anh chị trong cái thị trường này và các anh chị cần phải làm gì để có thể vượt qua, để có thể rằng là gì bảo vệ chính các bạn. Thì cái lời khuyên chân thành của tôi là dành cho các anh chị là gì, tất cả chúng ta đến với thị trường tài chính các bạn là đều gì mong muốn làm giàu nhanh. Thì bản thân tôi ngày trước cũng vậy thôi. Đây là một cái lý do chính đáng các bạn. Tức là tất cả chúng ta đều đến với cái thị trường này mong muốn làm giàu. Và thực ra khi mà hiểu sâu thì các bạn biết rằng là gì, chúng ta đều do cái tâm tham dẫn lối, đúng không? Lòng tham. Vì chúng ta thấy được là thị trường tài chính này đi đâu cũng thấy mùi tiền cả. Thế nên rằng là gì, các bạn lao vào thị trường này với cái sự là gì, các bạn không có cái sự chuẩn bị. Và đó lý do tại sao rằng là gì, rất nhiều anh chị vào đây và các bạn cứ tập trung vào cái việc kiếm tiền, nhưng các bạn không ý thức được cái điều là gì, thị trường tài chính này nó không hề dễ dàng như các anh chị suy nghĩ. Và đó lý do tại sao rằng là gì rất nhiều anh chị các bạn sẽ mất rất nhiều tiền. Thì các bạn thấy rằng là gì, số đông các anh chị, hơn 90% những anh chị tham gia vào cái thị trường này thì sẽ rời bỏ thị trường, hoặc là các bạn mất toàn bộ cái số tiền mà các bạn tham gia vào cái thị trường này. Bởi vì cá nhân tôi đã trải qua, đã đi với cái thị trường này một cái thời gian dài, thì tôi nhìn thấy được những cái điều này các bạn. Và đây là con số mà theo thống kê và tôi thấy rằng là gì, sự thật nó cũng vậy các bạn. Sự thật thậm chí là nhiều hơn 90% nữa. Thế thì nếu mà tham gia vào và các bạn thấy rằng là gì, cái tỷ lệ là 90% mất tiền, thì các bạn đặt câu hỏi rằng là gì, nếu các anh chị là một cái người mới, các bạn tham gia vào thị trường này, thì các anh chị có nằm trong số đó hay không? Và một cái điều đặc biệt đó các anh chị, tôi thấy được là gì, rất nhiều người, rất nhiều anh chị các bạn tham lam và đã đánh mất rất nhiều thứ với cái thị trường tài chính này. Tiền bạc, sức khỏe, mối quan hệ, sự kỳ vọng rất nhiều. Và các bạn rời đi với cái thị trường này, sau đó các bạn nhìn lại thị trường tài chính với rất nhiều những cái tiêu cực, rất nhiều những cái thứ mà không tích cực, các bạn có một cái ấn tượng với cái thị trường này. Thế nên rằng là gì, tôi muốn là thông qua cái khóa học đầu tư tài chính nhập môn này, thì tôi muốn các anh chị thực sự hiểu được cái thị trường tài chính nó vận hành như vậy. Và ở bên ngoài cuộc sống các bạn thấy rằng là gì, kể cả kinh doanh, kể cả các bạn là gì làm business hay là vận hành một cái game tài chính nào, nó đều có những cái quy luật. Các anh chị có thể thấy rằng là gì, trong cái năm 2023 này, các bạn thấy rằng là gì, bất động sản cũng rất là nhiều những cái vấn đề, đúng không? Các bạn mua một cái dự án bất động sản, các bạn mua những cái căn biệt thự, những cái căn chung cư thì bây giờ cũng rất là khó khăn. Rồi rằng là gì, rất nhiều anh chị các bạn bị gọi là rất nhiều những cái gọi là nhân viên tư vấn bảo hiểm ngân hàng này, họ tư vấn các bạn không đúng, gọi là họ phớt lờ đi những cái rủi ro. Và bây giờ khi mà kinh tế khó khăn, rất nhiều người không có khả năng là gì họ thanh toán thêm những cái gói bảo hiểm, không có khả năng thanh toán thêm các cái khoản vay. Các bạn biết rằng là gì, những cái người môi giới thì họ luôn mong muốn rằng là gì, các bạn đóng cái phí gói bảo hiểm cao nhất, các bạn là gì, các bạn sẽ tham gia vào những cái sản phẩm dịch vụ cái số tiền lớn nhất để họ được cái hoa hồng nhiều nhất. Thế nên rằng là gì, trong thị trường đầu tư tài chính cũng vậy, khi các bạn gặp những cái người môi giới mà họ mong muốn các bạn đầu tư nhiều nhất có thể, thì các bạn hãy nên thận trọng. Thì rất nhiều anh chị các bạn đã mất rất nhiều tiền khi các bạn tham gia vào thị trường đầu tư tài chính này. Thì bản thân tôi ngày trước cũng vậy thôi các bạn. Nhưng mà may mắn một điều rằng là gì, tôi có khả năng làm lại được. Thế nên rằng là gì, tôi muốn các anh chị, các bạn phải thực sự ý thức được, và các bạn đừng để các anh chị rơi vào hoàn cảnh khó khăn, rất là quan trọng nha các bạn. Và các bạn hãy thực sự hiểu về các game tài chính, các cái vị thế và cái cách quản lý tài chính cá nhân. Thì tôi có chia sẻ cho các anh chị về cái quản lý tài chính cá nhân rồi, tôi cũng có chia sẻ cho các anh chị hiểu về sự thật về các cái game tài chính. Và các bạn thấy rằng là gì, trong cái thị trường tài chính này, nó được vận hành theo cách như vậy đó các anh chị.
Tức là cuộc chơi nó đã được set up như vậy. Các bạn biết rằng là gì, có rất nhiều những cái vị thế và các anh chị cần phải thực sự hiểu được cái vị thế mình tham gia vào. Và các anh chị cũng nhớ một điều rằng là gì, có rất nhiều cách để các anh chị kiếm tiền với cái thị trường tài chính này mà không cần thiết các bạn phải đem tiền vào các bạn đầu tư. Hãy đầu tư chất xám, đầu tư trí tuệ, đầu tư kiến thức vào trong này. Và đây là cái hình ảnh đó các bạn, mà tôi thấy rất nhiều anh chị tham gia vào thị trường tài chính, sau đó là gì, các bạn rời đi với những cái khoản thua lỗ nặng nề, với những cái vết thương, với những cái sự thiệt hại rất là nặng, và về mối quan hệ này, về sức khỏe, về tiền bạc. Thì tôi mong muốn rằng là gì, các bạn đừng để mình rơi vào hoàn cảnh như vậy các bạn. Và tôi cũng chia sẻ cho các bạn một cái câu chuyện. Bản thân tôi làm việc với rất nhiều những anh chị các bạn tham gia vào thị trường này, và rất nhiều câu chuyện. Và các bạn biết rằng là gì, thông thường khi mà một người mới tham gia vào thị trường tài chính thì họ không có điểm dừng đâu các bạn. Cái ranh giới giữa đánh bạc và đầu tư tài chính rất là mong manh. Và đó là lý do tại sao rất nhiều anh chị các bạn đã không vượt qua được những cái cám dỗ đó, và các bạn tách tay vào những cái phi vụ đầu tư. Các bạn không quản trị được cảm xúc của chính các bạn, và các bạn đưa ra những cái quyết định sai lầm. Tôi biết rằng là gì, tất cả chúng ta vào thị trường đầu tư tài chính, các bạn đều mong muốn kiếm được tiền phục vụ cho cuộc sống của các bạn và gia đình các bạn. Nhưng mà không phải lúc nào thị trường cũng như mong muốn của các bạn, đặc biệt là khi các anh chị không có kiến thức. Thế nên rằng là gì, thông qua cái việc rằng gì, các bạn thấy rằng là gì, những cái người khác họ vào thị trường này họ để lại những cái hậu quả rất là nghiêm trọng. Thì tôi thấy rất nhiều người bạn của tôi cũng có các bạn, là gì, khi mà họ rời đi với cái thị trường này là họ chịu thiệt hại rất là nặng và không có khả năng làm lại luôn các bạn. Tức là những cái khoản nợ rất là lớn, cũng giống như bản thân tôi ngày trước thôi. Nhưng có một cái may mắn là gì, tôi có một cái nền tảng là cái business, có một cái doanh nghiệp, thì tôi dựa vào đó tôi vượt qua được. Còn rất nhiều anh chị mà các bạn mà nếu mà không có những cái nền tảng, không có một cái nền móng về kinh doanh, về đầu tư, về kiến thức, thì các bạn rất là khó các bạn có thể làm lại được. Thế nên rằng là gì, tôi sẽ có những cái định hướng cho các anh chị để các bạn tham gia vào thị trường này một cách an toàn và hiệu quả. Thì cái điều đầu tiên đó các bạn, các anh chị thấy rằng là gì, để có thể các bạn có một cái công việc, các bạn đi làm từ bây giờ, thì các bạn đã đầu tư từ 3 năm đến 5 năm học ở trong ghế nhà trường. Rồi sau đó rằng là gì, các bạn có một cái công việc. Thì trong đầu tư tài chính cũng vậy, các anh chị cần phải có một cái lộ trình để trang bị kiến thức về đầu tư. Và các bạn cần có cái thời gian để các bạn hình thành những cái kỹ năng, để các bạn là gì, nhận biết, hiểu biết về thị trường này. Những thứ này thì buộc phải thời gian thôi các anh chị, không thể nào mà các bạn là gì đẩy nhanh tốc độ được. Điều này là không thể. Và các bạn hãy suy nghĩ các anh chị, hãy dùng trí tuệ thay vì là chỉ mang tiền vào trong thị trường này. Các anh chị đừng có những suy nghĩ sai lầm như vậy này. Mình càng có nhiều tiền thì mình sẽ có khả năng thành công, hoặc là gì, tiền mình nhiều thì mình chiến thắng cao. Thực tế không phải các bạn. Tôi hay nói vui là gì, đôi lúc trong lúc nghèo mà trong lúc ngu cũng là một lợi thế các bạn. Bởi vì là gì, các bạn không có nhiều tiền để các bạn mất. Còn có rất nhiều anh chị các bạn mất tiền tỷ, mất rất nhiều tỷ đồng, bởi vì là gì, các bạn không có kiến thức mà các bạn chỉ mang tiền vào thôi. Thì các bạn biết rằng là gì, trong thị trường tài chính thì không có khái niệm đủ tiền đâu các bạn. Nếu mà các bạn không có kiến thức, vào đây các bạn cứ mất thôi. Thế nên là gì, hãy suy nghĩ smart, hãy dùng trí tuệ, hãy dùng kiến thức để vào thị trường này kiếm tiền. Có rất nhiều cách để kiếm tiền ở thị trường tài chính mà các bạn không cần thiết phải có tiền đâu các bạn. Có rất nhiều cái job công việc tôi đã nói cho các bạn ở trước đó, những cái vị thế. Các bạn có thể vào đây là gì, có những cái cơ hội airdrop có hết. Thì các bạn cần phải bỏ công sức đầu tư vào trí tuệ, đầu tư vào chất xám các bạn. Và một cái tư duy rất nhiều mà tôi thấy rằng là gì, nhiều bạn sai lầm ở đây, là các bạn vào thị trường đầu tư tài chính để chơi. Tức là chơi chứng khoán, chơi forex, chơi crypto. Tôi chỉ khẳng định với các bạn là gì, trong xã hội này các anh chị để ý kỹ là không có cái món gì mà chơi ra tiền hết trơn. Chơi chỉ có nộp tiền thôi. Thế nên rằng là gì, mình vào đây là mình đầu tư. Mình vào đây mình phải nhận diện những cái nhóm nào đang trả tiền cho thị trường này. Và mình phải nhận diện làm sao mình thoát ra khỏi cái nhóm đó. Thì chỉ có là gì, cái sự nghiêm túc và cái sự học hỏi, cái sự chiến lược đi dài hơi, có một cái kế hoạch rõ ràng, thì lúc đó các bạn mới có khả năng thành công cao. Và
Cá nhân tôi thì tôi rất là định hướng những anh chị em đầu tư là đi theo cái trường phái là gì? Đầu tư tâm an các bạn. Tức là các bạn cũng phải nên biết đâu là cái việc gì các bạn nên làm, đâu là cái việc các bạn biết là không làm. Thì mỗi người sẽ có một cái cách phù hợp để chọn cho mình. Ví dụ có rất nhiều anh chị các bạn vào thị trường này, các bạn đặt câu hỏi: à, thế anh ơi, có cách nào mà em không có tiền em có thể đầu tư được không? Hoặc là em có một ít vốn 50 triệu, 100 triệu, hoặc là bây giờ em có nhiều tiền như này thì em nên làm như thế nào? Thì thực ra mỗi người họ sẽ tư vấn dựa trên cái thế mạnh của họ. Thì bản thân tôi cũng vậy, tôi cũng tư vấn cho các bạn trên cái sự là gì, bản thân tôi đã trải qua rất là nhiều rồi. Và có những lần là gì, tôi tưởng chừng tôi không gượng lên được. Thế nên rằng là khi mà đã trải qua những thứ đó thì tôi mong muốn rằng là gì, các anh chị làm sao đừng có vấp phải những cái mà tôi đã trải qua, để làm sao để các bạn né đi, không cần thiết phải thử những cái vấp ngã đó đâu các bạn. Có rất nhiều cách thông minh hơn để các bạn có thể nhận biết được những điều đó, học tập được những điều đó mà không cần thiết phải mất tiền. Thế nên rằng là gì, khi mà giới thiệu cho các bạn, khi mà định hướng cho các bạn một cái gọi là công việc đầu tư, một cái định hướng, tại vì có rất nhiều anh chị các bạn vào thị trường tài chính này, các bạn làm một số cái game tài chính mà theo cá nhân tôi thì nó không được gọi là tốt đẹp. Thị trường tài chính này có nhiều cái gọi là cắm dỗ lắm các bạn. Bản thân tôi cũng đã từng, bản thân tôi cũng có rất nhiều những cái sai lầm. Thế nên rằng là gì, khi mà nhận ra thì tôi sẽ rời đi. Thì có 3 câu hỏi mà các bạn hãy nên trả lời khi các bạn tham gia vào một cái game tài chính nào đó. Khi các bạn là một cái người môi giới tài chính, thì cái việc làm, đầu tiên các bạn đặt câu hỏi là cái việc làm của các bạn là có gây hại cho người khác, có gây hại cho xã hội không? Các bạn phải đặt câu hỏi nghiêm túc nha. Rồi là cái việc làm đó của các bạn có gây hại cho chính các bạn không? Và một cái câu hỏi thứ ba là gì, cái việc làm đó của các bạn có gây hại cho thiên nhiên hay không? Thì trong đầu tư tài chính thì cái việc là gì, gây hại cho thiên nhiên thì nó ít. Mà chỉ có một số anh em mà gì gọi là các bạn đào Bitcoin thì gì thì tốn điện là gì nhiều, gây ảnh hưởng nhiều, nhưng mà không đáng kể. Thì quay trở lại cái câu hỏi thứ nhất và câu hỏi thứ hai này. Khi các bạn giới thiệu một ai đó vào một cái game tài chính, thì các bạn có đặt câu hỏi là cái game tài chính đó các bạn giới thiệu cho người khác có đang giúp người khác thật sự hay là gì, gây khó khăn cho người ta? Bởi vì có nhiều anh chị lập luận rằng là gì, à em không làm thì người khác phải làm. Thì thực ra bản thân tôi ngày trước cũng vậy các bạn. Tôi thực sự tôi đi tìm cái câu trả lời cho những cái câu hỏi, à cái game tài chính đó mình có nên triển khai không, mình có nên làm không. Thì sau này đây là trong những cái câu hỏi này thì trong Phật học các bạn có thể tìm thấy được. Thì cái câu hỏi đầu tiên các bạn cần đặt câu hỏi là cái việc làm này có gây hại cho người khác không. Ví dụ các bạn giới thiệu cho họ một cái game tài chính đó, thì cái đó có giúp họ thật sự không? Hay là các bạn để cho họ giao dịch xong họ mất tiền, các bạn kiếm commission? Rồi cái việc làm đó nó có gây hại cho chính các bạn không? Ví dụ các bạn biết rằng là gì, một số anh chị các bạn giao dịch, các bạn trading, thì các bạn thấy rằng là gì, các bạn không gây hại cho ai cả, nhưng mà các bạn ngồi máy từ 16 tới 24 tiếng liên tục, thì sức khỏe của các bạn sẽ bị giảm sút này, tinh thần của các bạn sẽ không được gọi là ổn định này, và chắc chắn là các bạn sẽ có những lúc stress, cáu gắt, giận dỗi. Thì việc làm đó của các bạn là gì, nó không gây hại cho người khác nhưng mà gây hại cho chính bản thân của các bạn, thì có nên hay là không? Thì các bạn là gì, điều tiết nó. Ví dụ là các bạn sắp xếp thời gian hợp lý, các bạn làm việc, các bạn nghiên cứu, thì nó gì, nó sẽ giúp ích cho các bạn. Thì 3 câu hỏi này các bạn hãy nên đặt cái câu hỏi. Thì chỉ có các anh chị mới chọn được cái thế mạnh của các bạn, và các bạn thực sự biết là các anh chị phù hợp với những cái gì. Các bạn hãy thực sự là gì, hiểu mình muốn cái gì và cần cái gì để giúp các bạn có cái thành quả đó. Thì bản thân tôi cũng đi học rất là nhiều các anh chị. Tôi cũng có rất nhiều anh em và tôi cũng trải qua rất nhiều những cái game tài chính. Thì tôi thấy rằng là gì, cái việc của mình á, mình lựa chọn tới bây giờ này, và hiện tại tôi đang chia sẻ với các anh chị này, là cái thứ nó mang lại niềm vui cho mình. Và đó lý do tại sao là gì, tôi cứ lựa chọn nó tôi làm, bởi vì tôi đã trải qua rất là nhiều rồi. Cũng có một bạn đặt câu hỏi là gì, à thế thì bây giờ làm sao mình biết cái gì phù hợp với mình? Mình nhìn vào dự án A, dự án B, dự án C, cách làm A, cách làm B, cách làm C, thì làm sao mình biết là gì nó phù hợp với mình? Thì thực ra buộc lòng là gì, các bạn phải thử, các bạn phải trải nghiệm thì các bạn mới hiểu được rằng là gì, cái gì nó phù hợp với chính các bạn. Thế nên rằng là gì,
cách là các bạn hãy thử nó. Và tất nhiên rằng là gì, các bạn phải có những cái chiến lược và làm sao để hạn chế thiệt hại, quản lý tài chính cá nhân cho tốt. Và biết bài binh bố trận thì tôi đã chia sẻ trong cái khóa học nhập môn đầu tư tài chính cho các anh chị rồi. Rồi, và các bạn nhớ này, đầu tư tài chính là cả một quá trình rất là dài các bạn. Các bạn đừng đặt mục tiêu là tiền. Bản thân ngày trước của tôi cũng vậy các bạn. Tôi vào thị trường tài chính chỉ mục tiêu là tiền thôi. Tôi nghĩ ai cũng vậy, ai cũng giống tôi. Nhưng mà khi đi một cái thời gian rất là dài các bạn, mình đầu tư tài chính trong vô minh này, mình gọi là chiến đấu rất là nhiều, thì tôi nhận ra rằng là gì, à đó không phải là cái cách. Bởi vì rằng là gì, có rất nhiều thứ mình chiến đấu, mình bỏ thời gian rất là nhiều nhưng mà không mang lại thành quả tốt. Nhưng mà có những cái thứ rằng là gì, khi mà mình đào sâu vào, mình nhẹ nhàng thì mình lại có được những cái thành quả nó lớn. Thế nên rằng là gì, tôi đúc kết ra được các bạn là trong đầu tư tài chính các bạn cần phải có trí tuệ, các bạn cần phải có kiến thức. Trong thị trường này chỉ cần có kiến thức, có trí tuệ thì các bạn sẽ kiếm được tiền nó dễ dàng lắm. Tiền tự nhiên đến với các bạn. Còn nếu các bạn là gì không có kiến thức, các bạn vào thị trường này với một cái cách vô minh, các bạn lao vào thị trường như thiêu thân, thì thị trường nó sẽ lấy hết tiền của các bạn. Các anh chị nào đã trải qua thì sẽ hiểu, tôi nghĩ là vậy. Thì các bạn phải làm sao chọn một cái lĩnh vực mà nó có khả năng đột biến và đang ở cái giai đoạn sơ khai. Cá nhân mình thì mình chọn cái thị trường crypto và mình đào sâu vào nó. Thì các bạn biết rằng là gì, thị trường crypto như tôi đã chia sẻ ở cái video đầu tiên ấy, video của cái việc là gì, hiểu biết về thị trường crypto. Thì các bạn lưu ý này, ở đây ấy, tôi chỉ chia sẻ bản thân tôi để các anh chị biết cách, các anh chị quay vào, các bạn quan sát chính các bạn chọn cái lĩnh vực phù hợp với các anh chị, chứ không phải tôi khuyên các bạn vào thị trường crypto. Bởi vì cá nhân tôi thấy rằng là gì, thị trường crypto các bạn biết rằng là gì, có một cái ví dụ rất là hay là gì, thời trước á, các bạn biết rằng là gì, internet không được phổ biến như bây giờ đâu. Và những anh chị nào mà 8X thì biết rằng là gì, ngày xưa anh em chúng ta chỉ dùng Yahoo, lên internet, chỉ vào gì nghe nhạc, chat Yahoo, rồi ngoài ra chơi game. Nhưng bây giờ các anh chị thấy rằng là gì, nó áp dụng trong tất cả mọi cái lĩnh vực của cuộc sống. Thậm chí các anh chị đang học cái khóa học này cũng qua kết nối internet. Thì thị trường crypto bây giờ các bạn nó cũng sơ khai như vậy. Nhiều người vẫn nghĩ rằng là gì, Bitcoin là lừa đảo này kia. Bản chất của Bitcoin cũng là một cái công cụ đầu tư thôi. Khi các bạn hiểu sâu thì các bạn sẽ thấy. Và các bạn thấy rằng là gì, à có rất nhiều danh mục tài sản, ít từ vài chục lần, vài trăm lần. Và những con sóng lớn trong thị trường này, hiện tại các bạn thấy rằng gì, không thể tìm kiếm một cái thị trường nào mà có thể rằng là gì gia tăng tài sản nhanh hơn thị trường crypto. Và tất nhiên rằng là gì, cái sự gia tăng như vậy thì bên cạnh đó là cái rủi ro nó rất là nhiều. Thì đòi hỏi rằng là gì, mình có kiến thức thì mình sẽ loại bỏ được cái rủi ro. Thế nên rằng là gì, các bạn phải biết thế mạnh của các bạn và các bạn lựa chọn cái lĩnh vực mà các bạn tham gia vào. Thì cá nhân tôi là gì, tôi định hướng crypto và tôi đã đi với thị trường này nhiều năm. Và những thứ tôi có được bây giờ là cũng nhờ thị trường crypto này. Nên là tôi rất là đam mê các bạn ạ. Thì tôi rất là mong muốn các anh chị chọn được lĩnh vực mà các bạn đam mê. Và trước khi các bạn chọn được lĩnh vực đam mê thì các bạn hãy biết cách bảo vệ tiền, bảo vệ tài sản của chính các bạn. Thì tôi có một số cái lời nhắn nhủ cho các bạn như thế này. Các bạn hãy trân quý những cái gì các bạn đang có. Tôi biết rất nhiều anh chị các bạn đang có cuộc sống rất là tuyệt vời. Các bạn đang có một cái cuộc sống mà rất là an nhiên, rất là thoải mái. Nhưng mà khi mà rất nhiều anh chị các bạn đến với cái thị trường đầu tư tài chính, thì cái cuộc sống của gia đình các bạn bị đảo lộn. Các bạn không còn duy trì được cái sự gọi là ổn định, cái sự an yên trong gia đình. Thì tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng là gì, thị trường tài chính các bạn cần phải biết và các bạn có cái chiến lược để các bạn vào thị trường này và sắp xếp một cách là gì để đảm bảo cuộc sống của mình không bị xáo trộn. Tôi biết có rất nhiều anh chị các bạn đầu tiên là gì, các bạn là một cái người của gia đình, nhưng khi biết đến thị trường tài chính thì các bạn cắm mặt vào thị trường, các bạn cắm mặt trading 24/24 luôn đó. Rồi rất nhiều anh chị là các bạn là gì đi làm những cái dự án tài chính, các bạn gần như là gì không còn dành thời gian cho gia đình nữa. Bản thân tôi đã từng các bạn. Thế nên rằng là gì, sau này là gì tôi lựa chọn là gì, thứ bảy chủ nhật là hầu như là tôi không đi ra ngoài và tôi dành toàn bộ thời gian đó là cho các con, cho gia đình. Bởi vì tôi trân quý cái khoảng thời gian đó. Thì tôi mong muốn rằng là gì, các bạn hãy làm sao bảo vệ và trân quý những thứ đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai các bạn là gì, có rất nhiều anh chị các bạn không biết cách quản lý tài chính cá nhân. Các bạn đầu tư quá nhiều và vượt quá cái khả năng chịu đựng của các bạn.
Và khi các anh chị không có kiến thức á, thì lúc này là gì các bạn? À, gần như là phá vỡ cái ngôi nhà của các bạn. Nợ nần là gì? Rất là nhiều thứ nó đến. Thế nên rằng là gì? Các bạn cần phải có kiến thức để các bạn làm sao giữ được những thứ đó. Làm sao các bạn không mất tiền cũng gọi là kiếm được tiền rồi. Rồi từ từ mình giỏi lên, thị trường nó vẫn còn đó. Các bạn đừng lo thị trường tài chính này mất đi, thị trường này vẫn còn mãi. Các bạn đừng lo thị trường tài chính sập, tôi chỉ sợ các bạn sập trước thị trường thôi. Và nếu các bạn cứ đi dài hơi được với thị trường thì tự nhiên market, thị trường nó sẽ trả tiền, trả thành quả cho các bạn. Thì tôi muốn các bạn hiểu thật sự cái đích đến trong đầu tư của các bạn là gì. Sau khi mà gì, tôi đã tham gia rất nhiều những cái game tài chính, tôi cũng đã trải qua rất nhiều cung bậc rồi. Thì tôi thấy rằng gì, cái sự bình an các bạn là cái thứ mà các bạn nên hướng đến. Nếu mà chúng ta kiếm tiền mà chúng ta cảm thấy bất an, chúng ta kiếm tiền mà chúng ta cảm thấy không bình an, chúng ta kiếm tiền mà chúng ta cảm thấy rằng là gì, chúng ta bị tra tấn tinh thần quá, thì tôi thấy rằng là gì, cá nhân tôi thấy không có đáng. Và đó là lý do tại sao là gì, tôi chọn cái cách nó rất bình an để tôi đi. Và tôi lựa chọn cái việc là gì, mình đầu tư các bạn, mình phải hiểu được bản chất, mình đào sâu vào, mình phải biết đặt câu hỏi, và mình phải biết cách là gì, đi tìm những câu trả lời, cũng là gì, đi tầm sư học đạo. Cá nhân tôi trong đầu tư tài chính các bạn, tôi cũng có rất nhiều những người thầy tôi học. Và cũng có những cái lúc là gì, mình cần những cái câu hỏi, mình đặt câu hỏi cho những người thầy của mình. Và tôi vẫn không ngừng các bạn, liên tục. Nên tôi nói các anh chị là gì, cái đích đến trong đầu tư nó cũng một phần hoàn thiện chính con người các bạn nữa. Nhờ trong đầu tư mà tôi biết đến Phật Pháp cũng rất là hay các bạn. Thì đó là những thứ mà tôi chia sẻ cho các anh chị. Rồi, thì tôi rất mong muốn các bạn rằng là gì, tài chính là phục vụ cho cuộc sống của mình. Các bạn đừng có vì tiền, các bạn đừng có vì thị trường tài chính này các bạn lao vào như con thiêu thân. Và sau đó rằng là gì, các bạn có những cái thứ giá trị xung quanh các anh chị mà các anh chị không nhận ra được. Đến khi đánh mất rồi thì các bạn mới bắt đầu trân quý. Thế nên rằng gì, khi mà các anh chị hiểu được những điều này ấy, thì tôi tin rằng là gì, các anh chị sẽ có một cái cách để các bạn tham gia vào thị trường tài chính này một cách nó rất an toàn. Và cái khóa học nhập môn đầu tư tài chính này ấy, tôi rất mong muốn rằng là gì, được lan tỏa đến với rất nhiều người. Bởi vì tôi thấy rằng là gì, bản chất nhiều người họ mất tiền là bởi vì họ không có kiến thức. Và nếu mà họ được trang bị những cái kiến thức basic như tôi đang chia sẻ các anh chị ở đây này, thì chắc chắn họ sẽ có những cái định hướng. Và tôi tin rằng là gì, họ sẽ có một cái lộ trình, họ sẽ biết có cái sự chuẩn bị để họ tham gia vào thị trường đầu tư tài chính rất là tuyệt vời, rất là nhiều tiềm năng, nhưng mà rất nhiều những cái rủi ro nó tiềm ẩn. Thì đó là những cái thứ mà tôi rất là mong muốn truyền tải đến các anh chị. Thì cái khóa học nhập môn đầu tư tài chính này các bạn, tôi rất là muốn chia sẻ những cái kiến thức, những cái trải nghiệm mà tôi đã trải qua, đã trả giá rất là nhiều với thị trường này rồi. Thế nên rằng là gì, những thứ tôi chia sẻ ở đây ấy, là từ những trải nghiệm của mình, từ những thứ mà mình đã đi, mình đã được và mất với cái thị trường này. Thì nếu các anh chị thấy cái khóa học này hay và ý nghĩa thì các anh chị có thể chia sẻ cho ai đó giúp tôi, những ai đó họ thực sự cần. Và các bạn có thể chia sẻ cái website tuetrading.com này, hoặc là cái trang web học tập tuetrading.com. Thì ở đây sẽ có cái thông tin về khóa học cho họ có thể tham gia vào. Và cái mục tiêu của mình là các bạn, là tôi mong muốn chia sẻ đến 100.000 người họ biết đến khóa học này. Đây là mục tiêu mà tôi sẽ làm được. Bởi vì là gì, hiện tại cũng có hơn 1.000 anh chị đã học cái khóa học này rồi. Và tôi cũng biết rằng là gì, khi họ học được, họ feedback với tôi, họ nhận được rất nhiều những giá trị. Và rất nhiều người họ nói rằng là gì, nếu như mà họ biết đến khóa học này trước thì chắc chắn rằng là gì, họ sẽ không tham gia vào những cái game MLM Ponzi này. Họ cũng không tham gia mời chào những người thân tham gia vào những cái game. Rồi họ cũng không có đổ tiền vào những cái game tài chính đó. Thì rằng là gì, tôi thấy rằng là gì, đây là những cái thứ mà tôi cần lan tỏa. Và đó là cái mục tiêu của tôi. Thì cái khóa học này nó sẽ cập nhật liên tục, để các anh chị có thể rằng là gì, các bạn cập nhật những cái thứ mới. Và cái khóa học này là nó miễn phí nha các bạn, không hề tốn một đồng phí nào. Các bạn tham gia vào đó học, các bạn được support, các bạn được đặt những bất kỳ những câu hỏi nào về thị trường, về bất cứ, thì cái đội ngũ support và tôi thì sẽ trả lời cho các bạn. Và tôi rất là biết ơn các anh chị, hy vọng cái khóa học này nó giúp được cho các anh chị gì đó. Chỉ cần giúp được cái gì đó một xíu xíu thôi là tôi cũng happy rồi. Thì tôi mong muốn các anh chị hãy làm sao cho đi như cái cách các bạn biết đến khóa học này. Nếu các bạn thấy cái khóa học này nó tốt, nó tuyệt vời, thì các anh chị hãy làm một việc tốt là giúp tôi chia sẻ đến các người thân của các anh chị, hoặc là những người bạn của các bạn. Bởi vì tôi tin rằng là gì,
nó sẽ giúp được cho họ. Các bạn biết rằng là gì, trong con đường chúng ta đầu tư, trong con đường chúng ta tiến đến là gì, tự do tài chính. Tự do tài chính ở đây các bạn không phải là chúng ta có nhiều tiền muốn mua gì thì mua đó nha, mà tự do tài chính mà theo cái cách hiểu của tôi và cái tổ trải nghiệm rất là nhiều được các bạn, thì tôi thấy rằng là gì, tự do tài chính là cái việc các bạn biết cách quản lý tài chính cá nhân của các bạn ấy, và các bạn biết chi tiêu hợp lý, và các bạn là gì, có những cái khoản dự phòng dự trữ nó cover được cuộc sống bình thường của các bạn là ok rồi đó. Thì đó là những cái thứ mà tôi muốn gửi gắm đến các anh chị, thì chúc các anh chị nhận được rất nhiều những giá trị trong khóa học. Hẹn gặp lại các anh chị trong những khóa học tiếp theo nếu chúng ta có những cái cơ hội đồng hành. Thân ái chào tạm biệt các anh chị.